Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng sẽ review cho mọi người một chai nước. Nó chính là cái anh bật chuẩn lại anh như hơi nóng. Đó chính là cái chai nước 247 White Cup Cafe The Coffee Innovation. Ai tắt? Tìm mã. Em biết mô. Tìm mã dự thưởng dưới nắp chai, bật nắp rất xe, mỗi 24 giờ 7 chiếc. Xong cái video này em sẽ lên tầng 4. Chưa dậy à? Ở đây ngồi đọc đi chán lắm. Ngày sản xuất là ngày 14 tháng 3 năm 2023 và hạn sử dụng là 14 tháng 2 năm 2024 nha mọi người. Đây West Cup Cafe 247 nè. Tiếp theo là gì đây? 420 xe máy, 200.000 thẻ điện thoại. Tìm mã dự thưởng dưới nắp chai. Cái thông thực phẩm bổ sung chữ này nó người ta đã in ngang nên nó hơi khó đọc. Mình không thích những cái chai nước mà nó có chữ in ngang như này. Vị cà phê Make Up Coffee 247. Trời nắng lắm mọi người, nhớ mua một chai nước tăng lực, mua chai nước giải khát để uống nha. Cả ngày mình sẽ không cần uống nước lọc nếu mình chỉ cần uống nước ngọt thôi. Bảo dù là em xong nó rất là mát, mọi người áp vào này nó rất là mát luôn. Mát. Được chưa? Okay. Đây tiếp theo đó chính là ngày sản xuất sơ trên bao bì, hạn sử dụng 9 tháng thì mình cũng vừa đọc cho mọi người xong. Cái chai này thì có nồng độ caffeine cao, không sử dụng cho trẻ em, phụ nữ mang thai và đa số con bú. Các trường hợp có chứng chỉ định caffeine và những người nhạy cảm caffeine không sử dụng cùng với sản phẩm chứa cồn. Đối tượng sử dụng là người trưởng thành từ trong độ tuổi từ 19 đến 50 tuổi nhá. Kiểu như người già quá thì cũng không nên uống mà người trẻ quá thì cũng không nên. Vì nó chứa cái hàm lượng caffeine rất là cao. Bỏ rồi lại xong rồi áp vào da mặt nó rất là mát luôn. Mát. Cái này kiểu caffeine cao mình không thích lắm, mình không thích có lượng caffeine cao. Nên là nếu mà mình đi mua mình sẽ không bao giờ mua chai này cho mình cả. Mình sẽ mua những cái chai khác ngon hơn vị trà như là C2, như là Nutipus, như là trà xanh không độ, hoặc là bố không độ hay là hoặc là sữa nha. Chứ mình sẽ không mua cái chai màu đen này. Từ trước đến giờ mình rất là không thích cái chai này tại vì nó hàm lượng caffeine rất là cao, mà caffeine thì mình không thích. Chai này nếu mọi người đi mua thì giá của nó
sẽ là 10.000. Và sản phẩm này cũng là nước ngọt nên nó sẽ ngon hơn khi dùng lạnh nha. Và cũng không cần phải lắc đều trước khi uống. Tất cả các nước thì mình cũng không lắc đều trước khi uống. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin một like và một subscribe nha. Bye bye.